Ngay sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết đầu tiên, nghị quyết số 01 về phát triển nhanh bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đã thể hiện được tầm nhìn mới, tư duy mới, hết sức khoa học của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp đã được nêu rất cụ thể trong nghị quyết và có thể triển khai ngay sau khi ban hành. Trọng tâm là các giải pháp thu hút các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Các mục tiêu, tốc độ tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư, số lao động vượt mục tiêu đề ra. Trên địa bàn tỉnh có 1.098 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng vốn đăng ký đạt trên 175.000 tỷ đồng. Riêng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp có 118 dự án công nghiệp chế biến chế tạo với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 160.000 tỷ đồng. Trong đó, 82 dự án có vốn FDI với tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng, 36 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 60.200 tỷ đồng. Với những quyết sách đúng đắn và chủ trương thu hút đầu tư dài hạn, bài bản. Trong 3 năm qua, công nghiệp chế biến chế tạo có sự tăng trưởng đột phá, ghi dấu ấn đậm nét trong bức tranh kinh tế chung của cả tỉnh. 3 năm qua, các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp đã đóng góp gần 2.900 tỷ đồng vào ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu đã xấp xỉ 13,79 tỷ đô la Mỹ. Thu hút 37 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 11 lượt dự án công nghiệp chế biến chế tạo với tổng vốn đầu tư đã thu hút đạt trên 103.670 tỷ đồng. Các dự án mới thu hút hầu hết đều tập trung tại các khu công nghiệp, trong đó các khu công nghiệp tại Quảng Yên là điểm sáng trong thu hút dự án đầu tư mới. Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong cơ cấu GDP đang dần tiến tới mục tiêu đề ra theo nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp chế biến chế tạo cao hơn so với bình quân đã đề ra. Thu hút vốn đầu tư ngành công nghiệp chế biến chế tạo và số việc làm mới tăng thêm đảm bảo mục tiêu nghị quyết đề ra. Sau 3 năm, tổng số lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh là trên 23.900 người. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá nghị quyết số 01 ra đời phù hợp với thực tiễn đòi hỏi khách quan trong quá trình phát triển của tỉnh, nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19 tác động nặng nề tới ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là du lịch dịch vụ. Những kết quả đã đạt được không chỉ có ý nghĩa trong phát triển kinh tế mà còn là minh chứng khẳng định năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khi dự báo chính xác tình hình thực tế và đưa ra đường lối chủ trương quyết sách mang tầm chiến lược, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nâu sang xanh, đồng thời triển khai các giải pháp bài bản đồng bộ với sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả của cả hệ thống chính trị để đưa nghị quyết của Đảng có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tới nay thì các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công nghiệp chế biến chế tạo đã tạo ra những bước phát triển mới cả về quy mô và tỷ trọng đóng góp, trở thành một trong những trụ cột quan trọng cho nền kinh tế, cùng với ngành than bù đắp sự sụt giảm đóng góp của ngành dịch vụ trong thời điểm ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Ninh liên tục lập kỳ tích, nối tiếp các kỳ tích, duy trì đã tăng trưởng GDP trên 2 con số trong 7 năm liên tiếp. Việc thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng công nghệ cao, thông minh và thân thiện với môi trường. Trong đó có các nhà đầu tư có thương hiệu lớn trên thị trường quốc tế, quy mô đầu tư lớn hơn và hướng mạnh vào đầu tư chất lượng cao. Tuy nhiên, nhận thức trách nhiệm của một số cấp ủy tổ chức đảng, trong đó có cả người đứng đầu là chưa quyết liệt, sâu sát trong quán triệt cụ thể hóa, triển khai nghị quyết một cách thường xuyên, liên tục và bài bản. Công nghiệp chế biến chế tạo dù phát triển có nhanh nhưng mà chưa có đột phá, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Công tác quản lý nhà nước của một số sở ngành còn chưa theo kịp với tình hình. Tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp, khu kinh tế còn chậm, chưa thực sự tạo được sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn, hiệu suất đầu tư chưa cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất việc điều chỉnh một số chỉ tiêu nghị quyết số 01. Từ nay tới năm 2025, mỗi năm phấn đấu thu hút khoảng 2 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, tạo ra khoảng 20.000 việc làm mới cho người lao động. Giai đoạn 2026-2030, mỗi năm phấn đấu thu hút khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, tạo ra khoảng 30.000 việc làm mới. Việc đóng góp vào tăng trưởng GDP hàng năm của công nghiệp chế biến chế tạo khoảng 20%. Tiếp tục bám sát giải pháp nghị quyết số 01, trong đó cần phải lưu ý, phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, có phân công, phân cấp cụ thể, chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai, đầu tư, bảo vệ môi trường, nhất là việc triển khai thực hiện của kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, các dự án có sử dụng đất, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho nhà đầu tư, kiên quyết xử lý thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án đã được giao đất cho thuê đất nhưng lại không thực hiện đầu tư theo đúng quy định, sử dụng đất không hiệu quả, trái mục đích được giao thuê, dự án thực hiện không đúng cam kết, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp,
tiếp tục cải cách quyết liệt, thực chất và hiệu quả thủ tục hành chính, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản công nghiệp ở Quảng Ninh có sức cạnh tranh cao, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Cơ chế định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe báo cáo việc thực hiện nghị quyết nhằm kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo xử lý giải quyết có hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chuyên môn tham mưu trực tiếp tại các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án nhằm cụ thể hóa một trong những đột phá, nhiệm vụ then chốt mà nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh đã đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ tham mưu ở các cơ quan trọng yếu, tạo nguồn lực chiến lược cơ bản lâu dài đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cho ý kiến về kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể, chính quyền năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng, nghiêm túc việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan đơn vị địa phương, phải xác định đúng và trúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới kỳ tuyển dụng để chọn được những cán bộ công chức thực sự chất lượng, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, gắn với thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, mở rộng các nguồn tuyển như là sinh viên tốt nghiệp đại học, cao học ở các trường có thương hiệu và nguồn từ cán bộ công chức cấp xã, từ nguồn viên chức sự nghiệp và các doanh nghiệp. Nguyên tắc là phải đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan chức năng, các đơn vị địa phương có nhu cầu tuyển dụng trong khâu phát hiện, tuyển chọn, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh và chống tiêu cực trong thi tuyển. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại địa bàn các thị trấn, xã đảo, xã biên giới, xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cùng một số nội dung quan trọng khác.